Ok. Giờ xin bác nói lại cảm tưởng của bác gặp bác Hồ lần đầu tiên như thế nào và làm như thế nào mà bác lại trở thành thư ký riêng của bác Hồ. Rất cảm ơn các đồng chí hỏi. Nhưng mà tôi lúc bây giờ là hoạt động như mọi cán bộ, mà bác Hồ lại cần một cái người giúp việc. Thì một số các đồng chí trung ương ấy thì biết tôi, thế thì là cũng đã chọn trước rồi, thế thì đưa tôi đến làm việc bác Hồ. Thì cảm tưởng đầu tiên là lo, không biết là có hoàn thành nhiệm vụ không. Nhưng mà lại cũng rất vinh dự là được hoạt động bí mật, bây giờ độc nước độc lập rồi, mà được đến phục vụ đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Cho nên đây là một cái vinh dự cho chung tất cả những cán bộ đã hoạt động bí mật. Đấy, nói thế. Về chơi vườn. Làm việc gì trước, làm việc gì sau, khai mặt thế nào, xong đi làm thế nào, xong buổi trưa ăn gì, rồi buổi chiều lại làm việc tiếp thế nào, buổi tối làm những cái gì, thế nào bác tả lại. Nếu mà nói một ngày làm việc của bác Hồ ấy, thì trong một cái nói chuyện 5 phút thì khó đấy. Nhưng mà được cái may là bác Hồ làm việc là rất đúng giờ giấc. Cho nên là tôi nói tóm tắt thôi. Là mặt trời chưa mọc, chim chưa hót, bác Hồ đã dậy. Vì bác Hồ là cái người nông dân Việt Nam. Và bác Hồ lại thường hoạt động bí mật ở trên chiến khu, cho nên phải quen dậy sớm. Thế dậy độ khoảng 5 rưỡi thì dậy. Dậy xong đi thì tập thể dục thể thao chừng được khoảng 10 phút. Rồi đồng chí Hồ Chí Minh đi bách bộ trước khi vào ăn sáng. Ăn sáng xong á, 6 rưỡi đồng chí đã bắt đầu ngồi bàn làm việc. Mà công việc đầu tiên của đồng chí Hồ Chí Minh hàng ngày á là xem báo Đảng, xem báo Nhân dân và các báo khác của Hà Nội. Do đó rồi đồng chí xem xong thì bắt đầu là chúng tôi báo cáo công việc ngày hôm nay làm việc những gì. Thế rồi bác cần dặn trong ngày hoặc là trong tuần nay chuẩn bị cái gì. Thế và sau đấy thì bác Hồ ngồi một mình xem tài liệu, đọc báo cáo. Nếu mà không đi họp, không đi thăm các nơi. Rồi buổi trưa thì sau khi ăn cơm xong, bác Hồ thường nghỉ ngay tại dưới nhà sàn chừng độ nửa tiếng. Dậy rồi thì tiếp tục làm việc. Mà chiều á thì đồng chí Hồ Chí Minh để thường thường làm việc với cán bộ, các nơi đến báo cáo. Các bộ đến báo cáo, bên văn phòng trung ương đến báo cáo, bên quốc hội đến báo cáo. Và chiều tối thì sau khi ăn cơm xong, đồng chí lại 6 giờ rưỡi đồng chí lại bắt đầu làm việc tối. Và tôi lại tiếp tục đọc báo chí tin tức đồng chí nghe. 9 giờ thì bắt đầu nghỉ. Tôi xin phép về. Và đồng chí tiếp tục xem sách cho đến khoảng 11 giờ. Khi đài tiếng nói Việt Nam là tắt, thì đồng chí mới tắt đèn đi ngủ. Và sáng sớm hôm sau lại tiếp tục công việc như vậy. Và tôi ở Bắc Hồ nhiều thì phải nói rằng là chiến khu cũng vậy, khi kháng chiến sơ tán cũng vậy, mà Hà Nội cũng vậy, mà thậm chí là trong nước và ngoài nước cũng vậy. Đồng chí rất là giữ gìn đúng giờ giấc, mà cái đó làm gương cho cán bộ chúng tôi rất nhiều. Đây là một cái tóm tắt một cái ngày giờ làm việc của đồng chí Hồ Chí Minh. Giải trí hay không? Có lần ấy thì tôi hỏi bác Hồ này, thế sao bác không ngày chủ nhật ngày gì bác không có cái gì giải trí? Bác bảo mình ấy xem báo ấy là giải trí. Cho nên bác Hồ là rất thích xem báo. Mà thường ngày chủ nhật đồng chí để dành lại tất cả các báo ảnh trong tuần gửi đến đồng chí để đến ngày chủ nhật mới xem. Nhưng mà thường cái giải trí tốt nhất của đồng chí là đồng chí đi thăm đồng bào, đi thăm địa phương, đi thăm nhà trường, các cháu nhỏ, rồi đi thăm bệnh viện. Là những cái lúc là đồng chí rất vui. Vừa công tác nhưng mà vừa hòa với quần chúng là cái giải trí đặc biệt đồng chí.
Riêng ở trên ở Hà Nội thì đồng chí thường thường có lúc ấy là có làm vườn trồng rau, và cái giải trí ở cái trước cửa nhà sàn ấy là hàng buổi chiều ấy là đồng chí cho cá ăn. Các đồng chí thấy cá lên rất đẹp, và cái cách mà cá đến đúng giờ là cái của đồng chí Hồ Chí Minh ấy là gây được một cái phản xạ tốt như vậy. Thế còn ở chiến khu tôi nhớ có những cái lúc sơ tán đấy, sơ tán đấy thì đồng chí thường là có khi chơi bóng bàn à bóng 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 chuyền với anh em, nhưng mà cái giải trí chủ yếu của đồng chí là đọc sách báo và chơi với các cháu nhỏ hết. Dạ, cái hồi năm 45 ấy, khi mà người Mỹ ở đây, ông Petty ông ở đây ấy, thì sau những cuộc nói chuyện thì có bao giờ bác Hồ có nói với bác là cái cảm tưởng của bác Hồ đối với những người Mỹ hay không, hay là đối với ông Petty hay không ạ? Mỗi lần đến nói chuyện hồi là thường thường làm việc ở Bắc Bộ Phủ cơ, tức là cái chỗ nhà khách chính phủ 12 Ngô Quyền đấy, thường làm việc ở đấy. Thì mỗi lần làm việc thì tôi cũng có dự, nhưng mà rất tiếc là lúc bây giờ tôi không biết nhiều, không biết tiếng Anh, cho nên cũng chả biết nói chuyện gì. Nhưng mà chỉ biết mỗi lần sau khi nói chuyện, mà không phải chỉ Petty thôi nhé, còn nhiều người Mỹ khác. Tôi còn nhớ những cái người Mỹ đã từng nhảy dù xuống Tân Trào và đến Hà Nội còn gặp. Sau này tôi còn nhớ là cũng có lần là cái những người đó là gửi thiếp chúc mừng năm mới Bác Hồ. Gửi thiếp chúc mừng năm mới Bác Hồ. Thế cho nên là không phải chỉ mà mình Petty không. Thế nhưng mà có cái đặc biệt ấy, có cái đặc biệt ấy là sau mỗi lần làm việc ấy, mỗi lần nói chuyện thì đồng chí Hồ Chí Minh rất vui. Tôi cũng không tiện hỏi đồng chí là cảm tưởng đồng chí thế nào, nhưng mà thấy đồng chí rất vui. Và rất đặc biệt ấy là đồng chí là rất thân tình, có khi là rất gia đình, đồng chí mặc quần đùi để nói chuyện. Mặc quần đùi, mặc áo, gầy, người gầy lắm, nói chuyện. Nói chuyện xong thì cái đồng chí người Mỹ, cái người Mỹ đấy cũng là rất là vui vẻ và chào hỏi ra về. Hết. Dạ, bác Hồ có những lần đi Liên Xô, những lần đi Trung Quốc. Thế thì bác Hồ hồi đó có nói với bác về cảm tưởng của bác Hồ đối với Mao Chủ tịch và đối với những người lãnh đạo khác của Trung Quốc và những người lãnh đạo của Liên Xô hay không ạ? Kể mà hỏi tôi về chính trị ấy, thì trả lời cũng không đơn giản đâu. Nhưng mà tôi kể chuyện thôi. Tôi được cái vinh dự là được Trung ương Đảng là cử đến đây phục vụ Bác Hồ. Cho nên đi không phải chỉ Liên Xô Trung Quốc. Năm 57 là tôi đi khắp các nước xã hội chủ nghĩa, kể cả năm 54. Albany năm 54. Rồi đến năm 58 là đi Miến Điện, Ấn Độ. Rồi đi Nam Dương. Mà cái việc mà đi Bác Hồ đi thăm các nơi là rất là thú vị. Thú vị là gì? Là thấy bác với nhân dân nước đó và nhân dân nước đó với bác ấy là coi một cái gắn bó rất đặc biệt. Rất đặc biệt. Bác Hồ thường nói với chúng tôi thế này, là bác học được ở Pháp, bác làm cách mạng, bác học tập được ở Pháp, bác học tập ở Nga, và bác cũng học tập được cả ở Trung Quốc. Vì cái ba nơi này là đi nhiều. Nhưng mà Bác Hồ chúng tôi còn đi, hồi bí mật còn đi qua Đức, qua Ý, rồi qua Thái Lan. Bác thấy ở những nơi đó cũng là những cái bài học rất sinh động về hoạt động bí mật cách mạng. Thì ở Pháp ấy, bác nói là Bác Hồ học tập được cái chống tư bản chủ nghĩa như thế nào. Ở Nga đó thì học tập được cái tổ chức đảng như thế nào. Còn ở Trung Quốc cũng học tập được một số kinh nghiệm của cái nước ngừa thuộc địa, phong kiến, chống lại cái
cái thống trị như thế nào. Thế cho nên là đi tới nơi thì để thì giờ làm việc với các đồng chí lãnh đạo thì cũng có, mà thường thường lúc bây giờ thì tôi cũng ít dự. Nhưng mà bác thường là tranh thủ đi thăm các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, các cháu, rồi các tổ chức của quần chúng. Thậm chí bác đi vào thăm các nhà của dân đấy. Thì bác nói rằng là phải hạ tương lai của nước Việt Nam là Liên Xô. Liên Xô là thiên đường của trẻ con, thì xong cố gắng làm sao mà cái trẻ con Việt Nam cũng là được như trẻ con Liên Xô. Còn ở Trung Quốc thì cũng có nhiều lần gặp lãnh đạo, nhưng mà rất tiếc là tôi ít dự, vì tôi là cái người mà phục vụ thôi. Nhưng mà qua cái quá trình đó thì tôi thấy rằng là cái giữ được đoàn kết cái quốc tế, dù người ta, bác Hồ nói, dù người ta tốt ta xấu nào, mà mình giữ được cái đoàn kết quốc tế, tranh thủ được cái sức mạnh để mà chống kẻ thù chung là cái mục tiêu cao nhất, cuối cùng nhất. Cho nên bác Hồ thường nói trong dân Việt Nam là đoàn kết, đại đoàn kết thì thành công, đại thành công. Không những trong nhân dân Việt Nam và đối với cả nhân dân thế giới cũng thế. Nếu biết đoàn kết, đại đoàn kết thì sẽ thành công, đại thành công. Cho nên bây giờ là đảng chúng tôi, cán bộ chúng tôi là rất coi trọng nhân dân các nước, nhất là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đối với nhân dân Mỹ, nhân dân Pháp, nhân dân Anh, nhân dân các nước thuộc địa, thì đảng chúng tôi cũng được, cán bộ chúng tôi cũng được đồng chí Hồ Chí Minh là giáo dục là phải là đoàn kết. Thế cho nên là sau này á thì có cái đảng Trung Quốc, nhất là cái bè lũ cầm quyền đấy, thì là làm sai đường lối. Nhưng mà chúng tôi đối với nhân dân Trung Quốc vẫn là tốt, vẫn biết ơn. Và chúng tôi là kiên quyết là phản đối cái đường lối của cái cầm quyền Bắc Kinh. Nhưng mà chúng tôi đối với Trung Quốc là gần gũi, cho nên đối với nhân dân Trung Quốc là thế nào cũng là đoàn kết đi lên. Và sau này, cái mong muốn của đồng chí Hồ Chí Minh ấy, là đoàn kết quốc tế để Việt Nam hoàn toàn độc lập trong cái cộng đồng, không những xã hội chủ nghĩa mà cộng đồng nhân dân thế giới. Được chứ gì? Các cậu phải chỉ đạo chính trị. Thế thì hồi đấy bác có nói gì, bác Hồ có nói gì với bác, và bác Hồ có cảm thấy là cái hiệp định đấy đem lại hòa bình cho Việt Nam hay không, bác có nói gì về chuyện hay không? Cái này thì báo chí công khai với lại những cái tuyên bố của đồng chí Hồ Chí Minh, của chính phủ Việt Nam là nói rất rõ. Nếu các đồng chí chịu khó sưu tầm nghiên cứu. Nhưng mà toát ra một cái ý chính như thế này. Nhân dân Việt Nam ấy là 80 năm nô lệ Pháp, mà trên mấy nghìn năm là bị phía Bắc là đô hộ. Cho nên là nhân dân Việt Nam, nhất là đảng lãnh đạo Việt Nam là mong muốn độc lập. Mà muốn độc lập là phải hòa bình. Trong độc lập tự do là một cái sự, có hòa bình là một cái điều kiện rất tốt cho cái xây dựng độc lập tự do. Cho nên lúc bây giờ là làm mọi cách để không có chiến tranh. Nhưng mà rồi nhân dân Việt Nam là hết sức là kiên nhẫn cố gắng tuân theo chính phủ. Chính phủ là hết sức là thiện ý. Dù là Pháp, đế quốc Pháp là trước cái 80 năm nhưng mà thôi xóa bỏ hết. Bây giờ tính lại là phải sống trong hòa bình. Sống trong hòa bình. Nhưng mà rồi Pháp nó tìm mọi cách. Mà cái Fontainebleau là Pháp nó tìm cách để nó trì hoãn, để nó tấn công Việt Nam, nó xâm chiếm lại Việt Nam. Nó không muốn bỏ cái miếng ngon. Việt Nam nói là cái miếng ngon, cái miếng ăn ngon của nó là thuộc địa. Thế nó muốn bỏ, thì quay lại. Thế thì bác Hồ phải vất vả đi sang tận Pháp để mà nói rõ cái quan điểm của dân Việt Nam. Thế rồi về kêu gọi nhân dân Việt Nam là giữ vững cái ý chí hòa bình. Nhưng mà rồi cuối cùng nó lại quay lại đi theo quân Anh,
quân Anh xâm chiếm lại Nam Bộ và tiến tới để mà chiếm cả. Nhưng mà trước kia nó khác, trước kia là chưa có đảng lãnh đạo, bây giờ có đảng cộng sản lãnh đạo thì không thể nào mà gì được. Cho nên là kháng chiến, tuy đảng chúng tôi, tuy Bác Hồ kêu gọi là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng mà chúng tôi chỉ 8-9 năm chúng tôi giải quyết xong và chúng tôi là thành độc lập. Một chút. Ốm như thế là... Tôi nhìn đồng chí tôi khó nhớ lại. Ốm như thế là... Có thể nói rằng là... Cuối 68 là ốm tương đối khá. Đi lại rất khó khăn. Nhưng mà đồng chí Hồ Chí Minh vẫn kiên trì tập luyện đi Bách Bộ. Thế rồi đầu năm 69 thì đồng chí Hồ Chí Minh còn đi thăm địa phương, đi trồng cây ở địa phương. Nhưng mà rồi về sau đấy thì tiếp tục ốm hơn. Và cho đến ngày, nhưng mà vẫn là việc. Cho đến ngày 17 tháng 8 năm 69 thì đồng chí Hồ Chí Minh không làm việc trên nhà sàn gỗ nữa. Vì bác sĩ đã phát hiện ra tim, cho nên là phải xuống cái nhà dưới, một cái phòng ở bên dưới, không trèo lên gác làm việc. Và đến ngày 24 tháng 8 đồng chí Hồ Chí Minh không làm việc nữa. Nhưng mà có cái đặc biệt là các đồng chí Bộ Chính trị vào thăm. Đồng chí bảo, ố, tôi hôm nay là khỏe hơn hôm qua. Công việc thế nào? Miền Nam đánh thắng ở đâu rồi? Cái lúc bây giờ thì miền Bắc là đang nước lên. Thì hỏi rằng là nước, các chú phải giải quyết vấn đề nước cho tốt, đừng để vỡ đấy. Thế rồi khi đồng chí Phạm Văn Đồng vào thăm thì nói rằng là sắp đến ngày... độc lập đấy, ngày quốc khánh đấy, thì các chú chuẩn bị đi, rồi chừng độ bác sẽ ra 10 phút với đồng bào. Nhưng mà trong khi đó thì bác sĩ theo dõi ngày càng ốm nặng. Bác nói tôi thôi, chú nói với các đồng chí Bộ Chính trị là cứ yên tâm, không phải sang lo bác nữa, rồi có gì thì chú báo cáo. Thế nhưng mà các đồng chí, mỗi lần đồng chí sang thăm thì bác lại phải nói chuyện. Thành vừa lo, đồng chí lo vừa mệt Bác Hồ. Sau thì tôi nói đồng chí, các đồng chí Bộ Chính trị vào thăm bác, nhưng mà đi vòng đằng sau để không trông thấy, nhìn bác rồi đi ra. Thế và cứ tiếp tục. Cho đến những ngày đầu tháng 9 thì Bác Hồ cũng ở nơi này, những ngày đầu tháng 9 thì đồng chí Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Mà cũng nơi này, Ba Đình này, cũng những ngày đầu tháng 9 đồng chí Hồ Chí Minh từ biệt và ra đi. Nhưng mà phải nói rằng là đồng chí chuẩn bị cái di chúc từ ngày 10 tháng 5 cái. Và trong cái di chúc như các đồng chí biết rồi đấy, rất tốt. Bác kể tiếp là từ cái chỗ mà 10 tháng 5 mà bác biết di chúc. Tại sao đồng chí Hồ Chí Minh lại có cái thái độ ốm như vậy, biết là mình sắp từ biệt cái cõi đời mà đồng chí Hồ Chí Minh vẫn rất bình tĩnh? Là vì trước đó đồng chí Hồ Chí Minh của chúng tôi đó đã viết di chúc để lại. Mà cái di chúc chắc các đồng chí xem. Không, cái là đồng chí là tôi sẽ viết trước di chúc, rồi đến tuổi này thì phải chết thôi. Mà tôi không phải tôi chết đâu, tôi đi theo, đi gặp các Marx Lenin thôi. Với gặp các tiền bối khác. Mà trong tiền bối thì theo chúng tôi hiểu, không viết ra đây. Tức là có thể gặp Trần Hưng Đạo, có thể gặp... Nguyễn Huệ vân vân, Lê Lợi, Nguyễn Huệ vân vân. Thế cho nên là mà tôi biết trước, mà nói trước cho đồng bào, mà không những đồng bào trong nước, đồng bào thế giới nữa, nhân dân thế giới nữa, biết để mà khỏi đột ngột. Nếu mà đánh Mỹ xong á, mà tôi còn sống tôi sẽ đi thăm cảm ơn hết. Không những trong nước và cảm ơn cả năm châu bốn biển. Thế nhưng mà Bác Hồ chúng tôi sẵn sàng thế rồi, Bác Hồ chúng tôi...
không thể cưỡng lại bệnh, và nhất là không thể cưỡng lại cái, phải nói rằng là bao nhiêu năm hoạt động bí mật như vậy, gian khổ như vậy, vất vả như vậy. Đấy, các đồng chí xem cái ảnh mà kháng chiến mới về rất gầy, rất gầy. Mà thậm chí đi từ chiến khu về đây á, là phải khênh, không đi bộ được, phải khênh, khênh trên cáng này. Mệt như vậy. Thế nhưng mà do một cái làm việc kiên trì như vậy, lúc nào cũng vì công việc cho nên đồng chí làm việc cho đến phút cuối cùng. Và đến khi cuối cùng đồng chí kết thúc bằng một cái việc riêng của đồng chí đó, là khi mà tôi chết đừng có làm cái điếu phúng linh đình, tức làm đám ma to, lãng phí, mà để cho tôi là luôn luôn ở trong tấm lòng của nhân dân, trong tấm lòng của thanh niên và thiếu nhi Việt Nam, kể cả thanh niên và thiếu nhi thế giới. Rồi Bác Hồ kết thúc bằng ôm hôn tất cả, nhất là đối với các cháu, cho nên vô cùng đặc biệt. Dạ, muốn hỏi bác, tức là cái câu cuối cùng của Bác Hồ nói mọi người là cái câu gì ạ? Câu cuối cùng ấy, các đồng chí Bộ Chính trị cũng bảo tôi này, theo dõi đi, để xem bác có dặn gì không. Nhưng mà Bác Hồ chúng tôi là viết cả rồi, cho nên không cần dặn gì cả. Mà thường những cái ngày mà tôi nhớ những cái buổi cuối cùng mà các đồng chí vào thăm, thì Bác Hồ hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu? Đó là những cái câu chuyện cuối cùng trao đổi với các đồng chí Bộ Chính trị.